Khỉ ăn ớt. Này anh em, nhìn những bắp ngô mơn mởn kìa. Tranh thủ lúc không có ai, chúng ta quanh tạc thôi. Có người tới, chạy thôi. Hả? Trời, kẻ nào phá nát ruộng ngô của ta thế này? Bao công sức chăm bón của ta, vậy mà chưa kịp thu hoạch đã bị phá hết cả thế này. Mình phải trông ruộng ngô cho ông chủ, phải tìm ra thủ phạm phá hoại ruộng ngô. Không có ai trông ruộng ngô cả, chúng ta ra ăn thôi. Ồ, thì ra là thủ phạm chính là lũ khỉ kia. Gì thế nhỉ? Nhìn kìa, một con chó. Cậu ta đang sủa cái gì thế nhỉ? Chắc hẳn đó là cái gì ăn được nên cậu ta mới sốt sắng như thế. Chúng ta ra đó xem là cái gì đi. Chúng ta có thể trèo cây và dễ dàng cướp được nó mà. Ừ, phải đấy. Xin chào. Các anh là... Chúng tôi là khỉ ở khu rừng bên kia. Cậu đang làm gì đó? Chúng tôi có thể được biết cái trên cành cây đó là gì không? Ý các anh hỏi cái trên kia đó hả? Đấy là cái trống của ông nội tôi đấy. Cái trống đấy đánh lên kêu to lắm. Thật ư? Chúng tôi có thể đánh thử xem nó kêu to thế nào không? Ôi, không được đâu. Ông nội tôi mà biết thì ông đánh tôi chết. Đánh một tiếng trống khiến cả khu rừng phải tỉnh giấc cơ. Có một cái trống đấy có thể làm chủ được cả khu rừng. Có chuyện đó sao? Vậy thì cậu chỉ cho chúng tôi xem một chút đi. Không cần đánh cũng được. Chúng tôi chưa bao giờ được nhìn thấy cái trống thần kỳ như vậy cả. Thôi được rồi. Nể các anh tôi mới cho xem đấy nhé. Nhưng phải để tôi trốn đi đã. Không ông chủ tôi nhìn thấy thì tôi nhừ đòn. Được. Hả? Là ông đó. Chạy thôi. Ôi, đau quá. Đáng đời. Ai bảo trộm ngô của ông chủ ta? Con chó láo tuyết dám lừa chúng ta. Chúng ta phải cho nó một trận khiến nó phải hối hận. Không biết con chó đó trốn ở đâu rồi. Nó kia rồi anh em ơi. Ngươi đây rồi. Hôm nay ngươi phải trả giá vì tội lừa chúng ta. Cái ngươi chỉ là một tổ ong chứ đâu phải cái trống. Ôi, tôi đâu có dám lừa các anh. Tôi cũng chưa được đánh cái trống đó bao giờ nên cũng không biết ở trong đó là gì. Không biết ư? Ông tôi nói đó là cái trống thì tôi biết vậy thôi. Chứ tôi lừa các anh để làm gì? Nhưng thôi, để chuộc lại lỗi lầm, tôi có cái này rất hay cho các anh nè. Hay ho cái gì? Ngươi lại định lừa chúng ta đúng không? Không, tôi đang trong vườn cho ông chủ. Kẻo có con thú nào đi qua lại vặt hết những quả ngọt chín này. Tôi sẽ cho các anh nếm thử mỗi người một quả. Các anh thấy thế nào? Quả này sao? Có ngọt không đấy? Ngon lắm. Ở khu vườn này, loại quả này là ngon nhất đó. Vậy thì cho chúng ta mỗi người một quả đi. Từ từ. Các anh khẽ mồm thôi. Nhớ là chờ tôi đi rồi các anh hãy hái nhé. Chà, nhìn thôi đã ứa nước miếng rồi. Cay quá. Chúng ta rời khỏi đây thôi. Đáng đời những tên ăn trộm, phá hoại. Từ giờ đừng tới đây nữa nhé. Câu nói nhăn như khỉ cũng là xuất phát từ đó. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Đàn khỉ tránh rét. Lạnh quá, tôi chết mất. Thủ lĩnh, ông là người thông minh nhất đàn. Ông hãy nghĩ cách gì đi chứ. Nếu không, chúng tôi sẽ chết cóng cả nút.
tôi sẽ chết con cả nút. Lửa, có lửa rồi, chúng ta sống rồi. Lửa, lửa ở đâu? Trước tiên, chúng ta cần cỏ rác và củi khô để nhóm lửa lên. Dìu những con sắp chết cống đến gần ngọn lửa hơn. Này, lũ đuôi dài ngu dốt, đó chỉ là một con đom đóm chứ không phải ngọn lửa. Đừng có phí công phí sức mà thổi bùng nó lên. Dám dạy đời loài khỉ chúng ta biết thế nào là lửa và thế nào không phải là lửa sao? Biến ngay đi. Thủ lĩnh tuyệt vời, thủ lĩnh muôn năm. Thủ lĩnh, tại sao chúng ta hì hục thổi lửa cả đêm mà đống cỏ khô lại không hề cháy tí nào? À, chắc là do trời đêm lạnh quá, lại thêm sương xuống nữa nên chúng không cháy lên được. Nhưng dẫu sao, chúng ta đã qua được một đêm khủng khiếp nhất của mùa đông. Nào anh em, chúng ta hãy di chuyển đến vùng ấm áp hơn. Ở nơi đó, chúng ta sẽ được an toàn. Thấy chưa, tôi đã bảo đó chỉ là một con đom đóm, thế mà còn chất cỏ, chất củi khô vào mà thổi lửa. Đúng là phí công vô ích. Tất nhiên là ta biết. Cái gì? Ông biết mà ông vẫn để cho cả đàn dồn sức thổi lửa suốt đêm thế sao? Nhưng người thấy đấy, nhờ có ngọn lửa đom đóm đó mà cả đàn khỉ của ta đã vượt qua được cái lạnh giá của đêm đông. Người nên nhớ, khi đàn khỉ xích lại gần nhau, chúng sẽ tiếp sức và tỏa nhiệt cho nhau để cùng làm ấm cho nhau. Và hơn hết, chúng đã truyền cho nhau niềm hy vọng để vượt qua khó khăn. Hóa ra là như thế. Anh em thỏ xây nhà. La 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 la, la 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 la. Trời nắng, thỏ đi tắm nắng. Vươn vai, thỏ vung đôi tai. Yeah! Ôi, thế là xong, ngôi nhà nhỏ mới xinh đẹp làm sao. Thế là xong, ngôi nhà gỗ xinh đẹp. Thỏ anh và thỏ em chắc sẽ phải ngưỡng mộ ngôi nhà của mình lắm đây. Ôi, nhìn kìa, sao ngôi nhà của anh cả trông buồn cười thế? Phải đấy, trông nó xù xì thô ráp quá đi mất. Anh cả ơi, sao anh không xây một ngôi nhà bằng rơm như của em ấy? Hoặc một ngôi nhà gỗ như của em cũng rất đẹp đấy. Ồ, hai em đấy à. Anh phải làm cho chắc, kẻo mưa gió nó đổ thì phiền. Anh cứ lo xa. Thế thì bao giờ anh mới làm xong nhà chứ? Mùa đông sắp đến rồi, anh không biết sao? Phải đấy, thừa thời gian em sẽ đi kiếm thêm ít rơm để làm thêm một cái giường thật êm. Mùa đông đến, em sẽ chẳng phải đi đâu cả, chỉ cần nằm trên giường thôi. Còn anh, bây giờ anh sẽ đi kiếm thêm ít gỗ nữa, về dựng thêm một cái bếp nho nhỏ cạnh nhà. Mùa đông tới,
Còn gì tuyệt vời hơn ngồi trong nhà nhâm nhi nồi súp cà rốt nóng chứ. Khéo tới lúc anh em mình làm xong cả giường và bếp rồi, anh cả vẫn chưa xây xong nhà cũng nên. Xong rồi, chiếc giường thân yêu của ta. Ôi, vậy là từ nay mình có thể nấu súp cà rốt rồi. Đã có chăn ấm giường êm rồi, mình sợ gì mưa lạnh chứ? Anh hai ơi, giúp em với. Ơ kìa, thỏ em, mau mau vào đây. Nóc nhà của em bị gió hất tung rồi. Trời, thật vậy sao? Mà thôi, em đừng sợ. Em cứ ở đây với anh, nhà của anh chắc chắn lắm. Em ăn đi cho nóng. Ôi, sao thế nhỉ? Thôi chết, nhà của anh cũng sắp sập rồi, chúng ta mau chạy thôi. Anh cả ơi, anh cả, giúp chúng em với. Hai em sao thế, mau vào nhà đi. Nhà anh chưa kịp mất điện, chỉ có nến thôi, hai em dùng tạm nhé. Nhà của em bị bay mất nóc rồi, còn nhà em cũng sập mất rồi. Anh đã bảo phải làm cho chắc vào mà. Thôi, đừng sợ nữa hai em, nhà của anh chắc lắm, mưa gió không làm gì được đâu. May mà có ngôi nhà gạch của anh, chúng em xin lỗi vì hôm trước đã chê cười anh. Ngày mai, khi nào trời hết mưa, anh dạy chúng em xây nhà gạch với nhé. Được rồi, khi nào tạnh mưa, ba anh em mình sẽ cùng xây nhà mới. Kèm thấy đấy, một ngôi nhà đẹp cũng tốt, nhưng một ngôi nhà chắc chắn thì cần thiết hơn nhiều, phải không nào? Dạ, chúng em hiểu rồi ạ. Chúng em xin lỗi vì đã chê cười anh. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rời xa và láng mịn. Vươn lên để trưởng thành. Ồ, trời đã sáng rồi sao? Này, cô bé, mau dậy đi thôi, trời sáng rồi. Đã sáng rồi sao? Thế mà cháu chẳng biết, chẳng thấy chút ánh nắng nào. Đã có bác đây hứng chịu hết nắng cho cháu rồi. Cảm ơn bác. Nhờ có bác mà sáng nào cháu cũng được ngủ ngon, không bị chói mắt bởi ánh mặt trời. Hoa nhỏ, bạn thật may mắn khi có người bạn lớn như thế. Phải, tôi đúng là một người may mắn. Có sao không? Bác không sao. Cháu có bị ướt không? Bác đã chắn hết cho cháu rồi mà. Cháu không bị ướt là tốt rồi. Cảm ơn bác. Cảm ơn bác nhiều lắm. Bác hãy cố chịu đựng nhé. Mưa sẽ tạnh ngay thôi. Bác lại bỏ cháu mà đi thế này. Đừng khóc nữa hoa nhỏ. Từ nay sẽ chẳng còn ai chăm sóc cho tôi nữa. Không còn ai che mưa che nắng cho tôi. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị vùi dập mà chết. Đừng nghĩ như vậy. Bác Tùng vừa là chỗ dựa, nhưng cũng vừa là vật cản cuộc đời cô đấy.
Sao anh lại nói thế? Bác Tùng không phải là vật cản. Không có bác ấy, tôi sẽ không có được ngày hôm nay. Cô đừng hiểu lầm, ý tôi là không có bác Tùng, cô vẫn phải sống, thậm chí còn sống tốt hơn. Ý anh là... Không có bác ấy, cô sẽ khó khăn, nhưng cô lại không bị che khuất nữa. Ánh mặt trời sẽ chiếu được đến cô, mưa gió sẽ tưới mát cho cô. Cơ thể nhỏ bé của cô sẽ trở nên to lớn cứng cáp. Những bông hoa của cô sẽ lần lượt nở ra dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ. Cô sẽ đẹp và kiêu sa biết bao. Có thật là tôi sẽ được như thế không? Cô nhìn tôi này, tôi cao lớn được như vậy là nhờ hứng ánh mặt trời cùng những giọt mưa tươi mát đấy. Ở đời, mất mát bao giờ cũng làm người ta khó khăn đau khổ. Nhưng chính thời khắc ấy, một chân trời mới lại mở ra cho họ. Cuộc sống của cô bây giờ mới bắt đầu thôi. Bác Tùng cũng thế. Bác ấy chưa chết, cơ thể của bác ấy vẫn còn. Bác ấy sẽ tiếp tục đón ánh mặt trời và những cơn mưa. Và rồi, chẳng mấy chốc, bác ấy sẽ trở lại như xưa. Thật thế sao? Ừ, chắc chắn rồi. Đúng là mất mát không phải là hết hy vọng. Mất mát cũng là lúc một chân trời mới mở ra. Cáo già gian xảo. Thế nào? Sao các người cứ cúi gằm mặt xuống thế? Muôn tàu chúa tể, ngài quả là một vị chúa tể đáng kính. Ngài có tài cai trị và thống lĩnh, ngài thật oai hùng. Chúng con cúi mình bởi choáng ngợp trước sự oai hùng của người đấy ạ. À. Tưởng chuyện gì? Những thứ đó ta nghe nhàm tai lắm rồi. Người hãy lui ra ngay đi. Thưa đại vương, thần thấy mèo rừng vẫn chưa nói hết được sự vĩ đại và oai nghiêm của người. Thần thấy ngài quả là người biết quan sát đến quần thần, ngài thật vĩ đại và anh minh. Thôi ngay, ta không muốn nghe nữa. Hôm nay đại vương làm sao thế nhỉ? Thật chẳng hiểu nổi. Chắc mèo rừng và báo hoa nói không đúng điều mà đại vương thích. Mình sẽ nói cái khác, đại vương không thể không hài lòng được. Thưa đại vương, không có đại vương, liệu chúng tôi có an cư lạc nghiệp được không? Toàn thể dân chúng ta nguyện trung thành với đại vương. Vì đại vương, chúng tôi sẵn sàng hy sinh thân mình. Đồ nịnh bợ như ngươi, đừng có ở đây làm phiền ta nữa. Các người nghĩ rằng ta là một ông vua chỉ thích nghe những lời nịnh hót sao? Các người thật là lũ xấu xa, một lũ ngu, bất tài, vô dụng. Anh Nai này, đại vương giờ không thích nghe những lời khen từ chúng ta nữa. Chúng ta hãy cẩn thận, nếu không có ngày mất mạng. Bọn kia thật dốt nát. Đại vương giờ không thích nghe những lời nịnh hót trắng trợn thế nữa. Nịnh hót phải bằng cách khác mới được. Đại vương cần gì phải tức giận? Người biết thừa mấy con chó và lũ sói vô tích sự đó là loài thế nào rồi? Chúng chỉ nói toàn những điều vô nghĩa thôi. Con chó và lũ sói, nào có biết đại vương là vị vua anh minh nhất trần đời? Người rất ghét những lời nịnh hót. Một người liêm chính thẳng thắn như đại vương, thần có thể thề rằng trong đời thần ngoài đại vương ra, thần chưa từng gặp một ai khác như vậy cả. Người nói rất đúng. Được, ta sẽ thưởng cho ngươi một con gà mái. Dạ, cảm ơn đại vương ạ.
Cũng giống như sư tử, trong cuộc đời, một số người bề ngoài tỏ ra không thích người khác nịnh mình, nhưng đôi khi họ đã vô tình rơi vào bẫy do chính những lời nịnh hót tạo ra. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.